Em chiều sáng tô mỹ đình xin gửi lời chào đến toàn thể quý anh chị và bạn. Chúc quý anh chị và bạn có một ngày làm việc thật là năng động và hiệu quả. Vâng và em chiều vẫn như thường lệ thôi, vẫn tiếp tục lên sóng những cái sản phẩm xe mới về để cho mọi người có thể cùng em tham khảo, trải nghiệm cũng như là cân đối về trong cái tầm tiền để chọn lựa những dòng sản phẩm xe cho gia đình nhé. Vâng và chiếc xe ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cho mọi người đó là một chiếc Mazda CX-8 sản xuất năm 2020. Xe đăng ký tên tư nhân, một chủ từ mới biển số thành phố. Chiếc này của em thì lăn bánh được 3 vạn cây số rồi và full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng. Chiếc này của em thì uh, màu đỏ, ngoại thất là màu đỏ pha lê, một cái màu đỏ rất đặc trưng của Mazda đúng không ạ? Và là rất là đẹp. Em xin mời quý anh chị và bạn thì đi cùng em về phần chi tiết của chiếc xe này. Vâng, với một chiếc xe 8 thì quý anh chị để ý cái mặt ca lăng nhá. Cái đó nó có cái radar cảm biến rất hay đấy ở trên cái logo ấy. Tiếp đến này để cho em cái phần sơn xi si nhá. Rồi là về những cái phần mâm, mâm xe mâm xe đa chấu dạng thâm và trụ xe đã độ thêm cái cái trang bị đó là cảm biến áp suất lốp rất là tiện lợi cho mọi người khi sử dụng rồi đúng không ạ lốp thì là nguyên bản theo xe rồi tiếp đến này tiếp đến điều em này thì với trên cái trang bị của C8 thì nó có thêm cái cam 360 độ nữa Đấy, thì quý anh chị để đấy nhá chiếc này của em là chủ đã độ thêm cái màn hình Android cơ tí vào trong mình sẽ biết trên tay nắm cửa thì có nút mở khóa thông minh mở khóa nhanh đây cái nút màu đen đấy ạ mình chỉ chị để ý qua cái đất sơn si của em đâu Rất là đẹp đúng không ạ Xe này của em về thì em đã cho xử lý cái bước là Bước đánh bóng xe Cái này thì không salon nào là không làm cả Về là dọn dẹp nội thất Dọn dẹp máy Rồi là đánh bóng xe Em sẽ mời mọi người đi vào phần nội thất của em luôn Tại vì bên này đang đúng cái hướng ánh sáng Em quay lên cho mọi người nhá Đây thì mọi người có thể để ý qua này Phiên bản này thì Loa bâu là điều đương nhiên rồi không ạ Một cái dòng loa nghe tương đối là hợp lý Đấy về phần chất da, nội thất nhá, ghế da thì là ghế da Nappa rồi. Một trong những chất liệu da để làm lên thương hiệu của những chiếc xe sang. Option thì rất là nhiều, mọi người có thể cùng em theo dõi và tham khảo nhá. Ghế da Nappa của CX8 ngồi cực kỳ là êm ái. Sờ ghế rất là thích nhá. Mọi người có thể đến và trải nghiệm cùng em. Cái chất liệu nó mềm mại, nó mịn, mà nó bền Đấy Về phần những cái phần option thì cái kiểu dáng thiết kế thì nó vẫn thông dụng thôi nó cũng giống như bao những cái xe Mazda cả đời trước hay đời trước nữa thì nó vẫn thế đây là cái mặt hình độ này chủ xe người ta độ lên cái mặt hình này rồi còn cái bản chất ở đây em muốn quay ở trong nội thất làm sao em quay những cái chi tiết nó là kỹ càng nhất để cho mọi người có thể là cùng cùng em tham khảo cùng em đánh giá về cái phần chất lượng xe đã qua sử dụng với một con số đã đi đó là hơn 3 vạn cây số một chút nhé à hơn hơn hai vạn hơn hai vạn cây số một chút đấy mọi người có thể đến nhá hơn hai vạn cây số một chút tiếp đến này thì uh, đi cùng em về cái phần khoang là khoang hành khách này khoang hành khách cũng rất là đẹp đúng không ạ những cái nước uh, chủ xe người ta đậu thêm cái đèn là led ở tất cả bên trong nội thất rồi nha bên trong nội thất độ đèn led rồi đó khi mà buổi tối quý anh chị có thể là vào xe bật lên nó nó nhiều đèn lắm ạ nó khá là đẹp Ờ, cửa gió điều hòa cái thứ hai rồi là xấy ghế đây cái phần đèn người ta độ này mọi người này cái phần đèn nhá nó độ này chủ xe cũ người ta độ rồi phần ghế thì rất là mới rồi đúng không ạ tiếp đến này đi cùng em là về những phần lốt về những phần còn lại đi à, về vòng quanh xe một vòng để cho mọi người có ngắm ờ, phía bên này thì nó đang sẽ là đang về cái phần ánh sáng nó sẽ không được tốt hơn nhé tại vì nó bị ngược sáng mọi người có thể để ý cùng em C8 này đấy hai ống xả luôn rất là thể thao cảm biến à, sau là bốn cái Cảm lùi theo xe thôi bạn đây bạn premium Sky Tit là cái phần động cơ nhá động cơ này thì cực kỳ là tiết kiệm xăng 3M dán phim cách nhiệt đây là mà cũng dán loại tương đối là ok đấy ạ mọi người lại cùng em tổng thể về cái xe một chút nữa đi để cùng làm với em nhá đấy tổng thể về xe Đấy những cái xe mà cái phần màu sơn ấy có quý anh chị đấy nhá Màu sơn này nó khi mà thiếu ánh nắng nó sẽ bị thâm thâm Nhưng mà khi ra nắng nó lại lóe lên rất là đẹp Quý anh chị để ý cái phần logo nhá Nó có rất nhiều cái cảm biến va chạm trong này Nó hỗ trợ quý anh chị rất nhiều khi mà đi đường nhá Vâng, và với ai quan tâm đến cái mẫu sản phẩm xe Mazda CX-8 2.5 một cầu premium sản xuất 2020 thì có thể đến với cửa hàng em tại địa chỉ là số 86 Phố Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giới Lội, Sàn Ô Tô, Mỹ Đình. Em đang chào chiếc xe này, chào bán chiếc xe này là 1 tỷ 035 triệu đồng Và còn thương lượng thực tế khi xem ra tại cửa hàng nhé Quý chị cân đối và cùng có thể là đến để trao đổi với em Số điện thoại em ghi vào ngay các màn hình thôi Em xin kính chào tất cả mọi người ạ